Chào tất cả các bạn, mình là Super Sale Anh Tuấn. Hiện tại thì mình đang có mặt tại làng Kiều Lĩnh, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Các bạn có nhìn thấy cái làng Kiều Lĩnh đầu kia không? Cái cổng làng ấy. Đó. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về Việt Nam Trần Triều Điện. Việt Nam Trần Triều Điện là một cái công trình văn hóa có mang yếu tố tâm linh và lịch sử rất hoành tráng, nằm tại làng Kiều Lĩnh, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Mọi người nhìn xung khung cảnh xung quanh nhé. Ở đây là một vùng nông thôn. Đó, phía trước đền thờ Việt Nam Trần Triều Điện ấy là con đường hết sức rộng rãi, có cả cờ Tổ quốc này, rồi cờ Phật giáo này. Còn cái lá cờ ngũ sắc trên này là mình nghĩ là cờ của họ Trần. Phía trước đền ấy là một cánh đồng lúa bao la bát ngát, gió mát mẻ, cực kỳ thoáng đãng. Đây là Việt Nam Trần Triều Điện. Thiết kế kiến trúc cực kỳ đẹp. Đây là khu vực nhìn từ bên ngoài vào nha. Công trình Việt Nam Trần Triều Điện thì bao gồm 3 khu vực. Đầu tiên khi chúng ta bước vào ấy là cái khu vực gọi là chùa Trúc Lâm Đại Giác. Khu vực gọi là điện Trúc Lâm Đại Giác là thờ các vị Phật, gọi là các vị Đức Phật, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, các chư vị Phật. Này, mọi người nhìn không gian xung quanh nhá. Khu vực này là nhà lầu chuông này. Cái nhà bên này gọi là nhà lầu chuông này. Có cả cây vú sữa này, do đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng trồng này. Đó, bên hai bên điện thờ ấy thì có lối đi bộ, có lối đi rất là đẹp, có cả mái tre nữa, đẹp lắm, y như có cung điện ấy. Đây là cây lộc vừng, cũng do một đồng chí gọi là lãnh đạo đảng trồng. Còn đây là cây bồ đề. Cây bồ đề trồng tại Trúc Lâm Đại Giác. Chắc là cây bồ đề này do một cái vị nào đó ở Ấn Độ người ta trồng, mang đến đây trồng. Bodhi tree, cây bồ đề. Quay trở lại Việt Nam Trần Triều Điện ấy, thì cái điện ngoài cùng ấy là thờ các vị chư Phật. Điện ở giữa là gọi là Việt Nam Trần Triều Điện. Điện ở phía bên trong là thờ Thánh Mẫu. Đây là nhà lầu trống này. Nhà lầu trống. Đây, chào thầy. Còn đây là cây lộc vừng do đồng chí hậu duệ họ Trần của đại tướng Trần Đại Quang, tức là là đồng chí chủ tịch nước Trần Đại Quang ấy, là do một vị gọi là một người hậu duệ của đại tướng Trần Đại Quang trồng lên. Các cây lộc vừng, các bạn nhìn thấy cây lộc vừng đây đặc biệt không? Xung quanh nó mọc những cây dây leo ấy, nó bám vào thân cây luôn. Không gian xung quanh ở đây hết sức tuyệt vời, cây xanh trồng nhiều, hoa cỏ nhiều lắm. Còn đây là Quang Minh Tháp, Tháp Quang Minh, có tất cả là 9 tầng. Tháp Quang Minh đấy. Công trình Việt Nam Trần Triều Điện này thì xây trên khuôn viên là hơn 5.000 m2, nằm tại xã Xuân Phổ, và khu vực này là khá là gần biển. Đây là cây lộc vừng do đồng chí Vương Đình Huệ trồng, là đồng chí Vương Đình Huệ là quê gốc ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đây, chúng ta nhìn không gian ở bên ngoài Việt Nam Trần Triều Điện nha. Cái điện ở đây là thờ các chư vị Đức Phật này. Điện ở giữa trong này ấy là thờ các vị trong dòng họ Trần, là Việt Nam Trần Triều Điện. Còn bên này gọi là Trúc Lâm Đại Giác,
khu vực thờ Phật ấy gọi là Trúc Lâm Đại Giác, khu vực thờ các vị trong dòng họ Trần ấy gọi là Việt Nam Trần Triều Điện, còn bên trong kia ấy là khu vực thờ Thánh Mẫu. Đây là một cái gọi là có thể gọi là cái lầu để ngồi uống nước, uống trà. Có cả bàn ghế gỗ nữa. Xung quanh là mái rất đẹp. Theo như mình đọc thông tin trên báo chí ấy, thì công trình Việt Nam Trần Triều Điện có tổng kinh phí đầu tư là đâu đó vào khoảng 120 tỷ. Chúng ta đi vào bên trong này nhé. Lối đi bộ y như trong cung điện ấy, y giống như trong Tử Cấm Thành ấy. Mình sẽ không vào bên trong điện thờ. Ở khu vực này là thờ các vị trong dòng họ Trần này, rồi thậm chí thờ cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp này, và thờ một số vị nữa mà không phải họ Trần. Chẳng hạn như các vị trong dòng họ Trần có thể kể đến là các vị vua đời nhà Trần, rồi chẳng hạn như Thái sư Trần Thủ Độ này, là cũng là một người có công lớn đối với việc tạo lập nên dòng gọi là triều đại nhà Trần. Ở trong điện thờ trong này là thờ cả Đại tướng Trần Đại Quang, là đồng đại tướng, là vị chủ tịch nước của chúng ta đã qua đời. Đây, đây là điện thờ Phật. Bên này điện thờ họ Trần, còn chúng ta sẽ đi dạo vào bên trong nữa. Lối đi ở đây giống như là một cung điện thật sự ấy. Bên này là có giếng, có một cái giếng ở đây. Đây. Các bạn có thấy không, giống như vườn thượng uyển luôn, trồng cả thanh long, trồng các loại hoa. Thật sự là cái người mà đầu tư ra cái công trình này ấy, hết sức tâm đức. Không chỉ giàu về vật chất mà còn giàu về tinh thần. Khu vực trên này là đền thờ Phủ Thánh Mẫu. Trên này là đền thờ Phủ Thánh Mẫu. Như vậy là tổng kết lại là khu vực cái công trình Việt Nam Trần Triều Điện này là có 3 khu vực thờ phụng như vậy. Còn bên trong này ấy là cái khu vực tư gia của người mà xây dựng nên công trình này. Nhất tâm cầu nguyện. Đây là ngôi nhà của các vị thân sinh của người mà xây dựng nên công trình này đấy. Xin cảm ơn bác đã xây dựng nên công trình này, công trình để đời như này. Phía sau lưng, phía sau này là thờ các vị sơn thần. Mình quay lại cái biển này mình ngó một tí nhá. Động Sơn Trang này, miếu sơn thần này. Đây là khu vực phía sau đó, Việt Nam Trần Triều Điện. Đây gọi là Động Sơn Trang. Không gian thoáng đãng quá, tuyệt vời. Nếu như các bạn đến với Nghi Xuân ấy, thì đừng quên ghé thăm Việt Nam Trần Triều Điện. Là một công trình văn hóa hết sức có ý nghĩa. Và trong thời gian tới thì mình nghĩ là cái du lịch của Nghi Xuân và Cửa Lò ấy, nó sẽ bùng nổ mạnh mẽ. Đến bên này là có miếu Sơn Thần. Trên này là miếu Sơn Thần. Thờ vị Sơn Thần. Các bạn có thấy đây là một nơi tuyệt vời không? Thật ra mục đích sống của một đời người ấy thì cũng chỉ là kiếm một ít tiền để sống, đủ để cho gia đình sống một cách thoải mái, khỏe mạnh. Rồi sau đó là phải làm một cái điều gì đó cho đời. Làm cái điều gì đó, chẳng hạn như cái công trình này chẳng hạn. Đây là một công trình mà có thể lưu lại bao nhiêu đời nữa cho hậu thế. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Đừng quên đến với Việt Nam Trần Triều Điện nhé. Đừng quên like, comment, share video của mình để mọi người biết đến nơi đây nhiều hơn. Cảm ơn các bạn. Mình sẽ lên trên này vái lại các vị một tí.